Tiếp tục chương trình công tác tại Ninh Bình, sáng nay Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các cục, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc trình bày nhấn mạnh. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm bản lĩnh, tập trung chỉ đạo những việc mới, việc khó, kiên trì mục tiêu, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, rõ nét trên các lĩnh vực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,27%, GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, với công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng gần 90% GRDP. Từ năm 2022 đã trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách. Công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tạo ra giá trị sản xuất lớn và đóng góp chủ yếu cho ngân sách. Công tác thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 32.000 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 106,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đang từng bước trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế. Nằm trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu thế giới, nhóm 10 tỉnh có lượng khách đến cao nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng đạt 13,23%, đứng thứ hai cả nước. Toàn tỉnh đón trên 6,5 triệu lượt khách, doanh thu gấp 2 lần năm 2022. Dịp Tết Giáp Thìn 2024 đón gần 600.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 115.000 lượt, nằm trong top 5 địa phương đông khách nhất và top 2 địa phương có số khách quốc tế cao nhất. Nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hữu cơ, phát triển nông nghiệp sạch, sinh thái, tuần hoàn, gắn với phát triển các sản phẩm đặc hữu riêng có và phát triển du lịch. Giá trị sản xuất trên 1 hecta canh tác đạt 155 triệu đồng. Đến nay, 8 trên 8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều lĩnh vực chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục được nâng cao, duy trì nhiều năm liền trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,86%, hộ cận nghèo giảm còn 2,27%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt gần 70%. Đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 100% số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo. Kỷ luật kỷ cương, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục được nâng cao, hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Về công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà, chúc Tết, trợ cấp và hỗ trợ gần 148.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí đạt trên 59 tỷ đồng. Đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết. Ngay sau Tết, đã tổ chức thành công lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024 và thông xe kỹ thuật tuyến đường Đồng Giao, tuyến đường Đông Tây giai đoạn 1, đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường bộ cao tốc Bắc Nam. Số lượng cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 100.000 cây các loại. Các cấp, các ngành, cơ quan của tỉnh đã bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ đến hoạt động sản xuất kinh doanh từ những ngày đầu xuân. Về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân.
Trong năm, ngành công an đã chủ động nắm và kiểm soát tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước, đẩy mạnh phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 94%, vượt 19% chỉ tiêu được giao. Án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt 10% chỉ tiêu được giao. Phát động duy trì và nhân rộng 35 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 2 mô hình đã được Bộ Công an biểu dương và thông báo nhân rộng trên toàn quốc như mô hình tổ taxi tự quản tố giác tội phạm của thành phố Ninh Bình và mô hình an toàn trường học của thành phố Tam Điệp. Chỉ đạo thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ, triển khai có hiệu quả đề án 06, chỉ đạo quyết liệt việc làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, được đảm bảo thông tin công dân trên địa bàn đúng đủ sạch sống. Hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh được đầu tư đồng bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số. Đã chỉ đạo xây dựng và tập trung triển khai thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh. Bố trí đủ nguồn lực đến năm 2025, đảm bảo mua sắm phương tiện, trang thiết bị và xây dựng trụ sở làm việc độc lập cho toàn bộ 119 trên 119 công an xã trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Ninh Bình quyết tâm nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu đại hội. Trọng tâm là hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch. Thực hiện các mục tiêu có tính chiến lược, bước đầu hiện thực hóa lộ trình tiến tới mục tiêu tổng quát. Đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Lấy tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, làm giá trị cốt lõi. Tập trung kiên định các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, bền vững và hài hòa, phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội. Tập trung triển khai quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, hài hòa với trọng tâm là đô thị di sản thiên niên kỷ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng tâm quan trọng. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024 và trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2025. Mặt khác, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất ngờ, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội. Giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, tôn giáo, dân tộc, không để kẻ địch lợi dụng chống phá, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đề án số 06, đảm bảo an ninh an toàn đối với các sự kiện tôn giáo. Đồng chí cũng đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm phối hợp với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an. Ưu tiên phân bổ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho Công an tỉnh Ninh Bình khi triển khai các đề án theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và các dự án đầu tư của Bộ Công an đến năm 2030. Quan tâm công tác xây dựng lực lượng, chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và chỉ đạo đại hội các cấp trong lực lượng Công an Ninh Bình. Tăng cường bổ sung biên chế, trang thiết bị, phương tiện cho Công an địa phương. Quan tâm đôn đốc các bộ ngành khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, thành phố. Bố trí kinh phí xây dựng trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh và huyện Nho Quan, tập trung thực hiện dự án xây dựng doanh trại cảnh sát cơ động kỵ binh tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan. Bên cạnh đó, xem xét cho di dời trại giam Ninh Khánh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên là người có đạo, thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên ngoài khu vực nhà nước. Việc triển khai đề án 06, xây dựng trụ sở làm việc của công an chính quy tại cơ sở, công tác xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, khẳng định hoạt động của lực lượng công an luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền các cấp, qua đó đã góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ vui mừng phấn khởi và chúc mừng đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của tỉnh. Nhấn mạnh công tác phối hợp thường xuyên thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh. Trước hết thì cũng rất thống nhất với cái báo cáo các đồng chí là cái sự phối hợp chung
giữa ban thường vụ Đảng ủy Quan Trung ương với ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình trong cái việc lãnh đạo phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo các cái mặt công tác công an với địa bàn tỉnh Ninh Bình trong cái năm 2023, trong cái thời gian vừa qua là chúng ta phối hợp rất tốt, rất chặt chẽ trên tất cả nhiều các mặt, thực hiện những các chủ trương của Đảng về công tác đảm bảo an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như xây dựng lực lượng công an, chúng ta phối hợp tốt. Và nói rằng trong nhiệm kỳ đại hội này, rất nhiều nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về các cái mặt công tác này, nhưng mà giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ tỉnh ủy phối hợp rất tốt. Đồng chí Ủy ban kiểm tra cũng đã nói chưa bao giờ chúng ta có một quy chế phối hợp do Ban Bí thư quy định đấy, để về thực hiện cái công tác kiểm tra đối với cái đảng bộ của công an tỉnh cũng như các tổ chức đảng công an. Cũng từ những cái sự phối hợp đó, thành ra cái kết quả các cái mặt công tác của tỉnh Ninh Bình, như các ông chí đánh giá, chúng tôi thấy là có nhiều những cái tiến bộ, mặc dù cũng phải đối mặt với nhiều những cái khó khăn thách thức. Cái tăng trưởng kinh tế là cũng vào những cái tốt như là nửa trên, phần trên của cả nước. 63 tỉnh thành, các ông chí đứng thứ 23, con số trên cái số trung bình chung của quanh cả nước. Thế rồi cái mặt đời sống nhân dân, cái tâm trạng nhân dân nói chung là người ta rất phấn khởi. Cái an ninh trật tự là được giữ vững an toàn. Nhưng trên thực tế là chúng tôi cũng rất yên tâm. Đấy, về trật tự xã hội, các ông chí báo cáo chúng tôi cho rằng rất hay. Một năm vừa qua là có hơn 300 vụ phạm pháp hình sự. Đấy, mục tiêu của chúng ta là không có tội phạm, giảm phạm pháp hình sự, giảm người đi tù. Chúng ta làm nếu mà hơn 300 vụ một năm, 360 ngày, 5 ngày thì nhiều ngày trên cả tỉnh không có vụ phạm pháp nào. Thế thì nhiều huyện là không có tội phạm. Đấy, nếu mà trung bình cả tỉnh một ngày mới có một vụ án, không đến một ngày thì rất mừng. Con số đó là thể hiện đấy cái sự bình yên, đấy, hạnh phúc của nhân dân. Người dân được hưởng cái thụ hưởng cái an toàn, cái an ninh đó. Thì những cái việc đó là những cái rất đáng biểu dương. Nếu nói là đây là một cái sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị chúng ta trong cái công việc này. Trật tự an toàn giao thông cũng giảm. Đây cũng là cái huyết mạch Bắc Nam rất quan trọng. Cả đường sắt, đường bộ. Chúng ta duy trì được những cái đó tôi cho rằng rất hay. Các lĩnh vực về văn hóa, y tế, giáo dục, đấy, giải quyết việc làm, an sinh xã hội cũng được tỉnh rất chăm lo đến những việc như vậy. Chúng tôi thấy là rất mừng. Chúng tôi thấy là đúng là đất Ninh Bình, đất địa linh nhân kiệt rồi, thiên thời địa lợi rồi, nhân hòa, môi trường rất tốt so với trước đây. Đấy. Nhân dân một lòng một dạ theo đảng thì chúng tôi thấy là rất là mừng. Thì cũng thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của đoàn công tác, tôi xin rất là cảm ơn sự hợp tác các đồng chí, đồng thời cũng rất chúc mừng và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng thông báo một số kết quả nổi bật của lực lượng công an toàn quốc đã góp phần giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước. Khẳng định những thành tích chiến công đó luôn có sự ủng hộ giúp đỡ của các địa phương, trong đó có tỉnh Ninh Bình. Lưu ý về những khó khăn thách thức đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên cả nước nói chung, cũng như đối với tỉnh Ninh Bình, địa bàn chiến lược hết sức quan trọng của quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cái thứ nhất là đối với việc thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là cái nhiệm vụ rất quan trọng. Về kinh tế thì ở đây các ông chí thấy là đúng là đang phát triển công nghiệp rất tốt. Mục tiêu chúng ta phát triển công nghiệp. Đấy, bây giờ là phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp sạch. Đấy, làm sao nó phải vẫn phát triển được môi trường tốt.
cái hướng dịch vụ du lịch thì rất hay. Đây là những tỉnh đi đầu. Nhưng tôi nghĩ còn rất nhiều những cái điểm khác để tiếp tục phát triển. Nó phải nhiều cái dịch vụ nữa, phải đi tour là mấy ngày. Làm sao đấy, nhiều khách sạn 5 sao, nhiều cái khu vui chơi giải trí đấy thu hút được. Đang cái đà phát triển rất tốt, chúng tôi cũng sẽ rất ủng hộ cái việc này. Thế rồi là cái chuyển đổi số trong kinh tế, trong xã hội. Chúng ta không chuyển đổi số, chúng ta lạc hậu. Mà đang có cơ hội. Thế còn về cái hướng nông nghiệp thì đúng là thôi thì cái tỷ trọng nông nghiệp bây giờ hiện nay nó còn khoảng 10% thôi. Nhưng mà chúng ta thì dân rất đông. Đầu tư cho nông nghiệp cũng là một cái hướng nhà nước cũng rất quan tâm. Bây giờ 1 hectare đất làm sao được? Trung bình cứ thu một tỷ đồng một năm. Cho nông dân người ta sung sướng lên. Thế rồi cái nguồn lực ở trong dân. Thế bây giờ phải làm sao đấy? Dân người ta mở được doanh nghiệp. Người ta sản xuất được kinh doanh. Người ta không làm được cái việc gì nữa, người ta mới phải gửi tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm cũng đã là cái nguồn tiền mà chúng ta phải sử dụng được vào trong cái việc gì phát triển kinh tế chung. Thì cái này theo chỉ kiểm tra lại, đánh giá lại. Tôi cho rằng cái nguồn lực rất lớn, chúng ta phải tận thu. Đây mới là cái nguồn sức dân rất quan trọng. Đấy. Người ta tự sản xuất kinh doanh được còn hay hơn người ta gửi tiết kiệm nhiều. Đấy. Nhà nước còn thu được thuế, tỉnh thu được thuế. Thế thì với cái đặc thù của tỉnh nhà, tôi thấy các đồng chí cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch có trọng tâm trọng điểm, khoa học làm tiền đề để thực hiện cái định hướng đưa du lịch, đưa các ngành sản xuất kinh tế mũi nhọn và hướng tới cái xây dựng đô thị cố đô di sản thiên nhiên kỷ năm 2035 này. Mục tiêu này hoàn toàn nếu mà phát triển bây giờ là chỉ có tốc độ phát triển kinh tế xã hội như thế nào thôi, đấy thì để đủ nguồn lực này để phấn đấu đạt được sớm. Thế còn thì cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Cái đề án 06 của Hòa phối hợp rất tốt rồi. Đây cũng là một trong điểm sáng. Tôi nói rất nhiều cái tiện lợi. Thì tôi cho rằng chúng ta phải tiếp tục để làm. Phải phát huy thêm về cái việc này nữa. Nó mang lại rất nhiều cái lợi ích. Thế còn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới. Đấy, thì chúng tôi cũng có mấy cái đề nghị thế này thôi. Một là cần tập trung chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thế rồi đấy, trật tự xã hội chúng ta phấn đấu là giảm tội phạm, thậm chí không còn tội phạm. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Cái sức mạnh của nhân dân là rất quan trọng, chúng ta cũng phải phục vụ nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển du lịch, thu hút đầu tư, tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh cho các khu cụm công nghiệp. Nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự phải hướng về cơ sở, với mục tiêu xây dựng xã hội an ninh an toàn vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị lực lượng công an tỉnh phải không ngừng đổi mới phương thức cách làm, coi trọng và làm tốt công tác dân vận, dựa vào dân để giữ gìn an ninh trật tự, tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, nhất là vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh với tội phạm hình sự. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng tiếp thu, trao đổi và bày tỏ sự ủng hộ thống nhất cao với các kiến nghị đề xuất của tỉnh liên quan đến việc phân bổ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng công an khi triển khai các đề án theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và các dự án đầu tư của Bộ Công an đến năm 2030. Về công tác xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, thành phố, xây dựng trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh, xây dựng doanh trại cảnh sát cơ động kỵ binh tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, vấn đề di rời trại giam Ninh Khánh ra khỏi vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng và cảm ơn đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đoàn công tác đã luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho tỉnh đạt được những kết quả toàn diện đáng mừng trên các lĩnh vực. Đặc biệt nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, Bộ Công an đã chọn vùng đất cố đô làm nơi xuất quân, phát động Tết trồng cây, thăm làm việc và có những ý kiến chỉ đạo gợi mở quan trọng đối với Đảng bộ tỉnh. Đồng chí khẳng định những thành tựu kết quả đạt được trong những năm qua có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Đặc biệt, sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Điển hình như trong lĩnh vực an ninh là địa bàn trọng điểm khá nhạy cảm về tôn giáo, nhưng tình hình luôn đảm bảo có những vấn đề đã được xử lý ở tầm vĩ mô, từ sớm từ xa, nhờ sự giúp đỡ và tham mưu của Bộ Công an với Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có những khía cạnh nghiệp vụ chuyên ngành chuyên sâu thầm lặng, có những vấn đề phức tạp đã được giải quyết kịp thời, hiệu quả theo phương châm an ninh chủ động. Bên cạnh đó, trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện đề án 06 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao, hiệu quả, giúp cho công tác chuyển đổi số của tỉnh được triển khai nhanh, hiệu quả, khắc phục được những thiếu sót bất cập. Hay trong công tác phối hợp xây dựng doanh trại cảnh sát cơ động kỵ binh tại huyện Nho Quan đã phát huy vai trò lưỡng dụng của tập đoàn ô tô Hyundai thành công trong cung cấp xe bán tải chuyên dùng phục vụ lực lượng công an, công tác xây dựng trụ sở công an xã và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Và cả việc lựa chọn Ninh Bình là nơi đưa các đội bóng của ngành về tập luyện thi đấu đã tác động lan tỏa đến phong trào tập luyện thể dục thể thao và định hướng phát triển thể thao của tỉnh. Đặc biệt, việc Bộ Công an lựa chọn tỉnh là nơi phát động Tết trồng cây có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Ninh Bình lựa chọn thúc đẩy mô hình đô thị di sản thiên niên kỷ, gồm cả di sản văn hóa và di sản thiên nhiên, thành địa bàn cung cấp hậu cần sinh thái, lá phổi của thủ đô và đồng bằng sông Hồng, gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản. Chính vì thế, các vấn đề bảo đảm an ninh môi trường, an ninh sinh thái có tầm quan trọng đặc biệt đối với vùng đất cố đô. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình sẽ quán triệt tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Ninh Bình, địa bàn cửa ngõ phía Nam khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, thực sự là địa bàn vững chắc về quốc phòng an ninh. Những chỉ đạo gợi ý của đồng chí trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, Ninh Bình sẽ tiếp thu và cụ thể hóa thành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Công an để tỉnh Ninh Bình hiện thực hóa khát vọng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.